Hello, xin chào mấy chị. Shop đang có một cái vấn đề rất là nan giải luôn, là rất là nhiều chị em mua cái dáng nâng của em về nhưng mà không biết cách sử dụng. Tại vì đã là mua cái dáng nâng thì tất nhiên là ngực nó sẽ sệ rồi nên mới mua dáng nâng. Còn nếu như mà chị nào đã ngực to, tròn, đẹp, cứng cáp, đứng ngực rồi á thì mình hãy sử dụng cái dáng ti này, nó tịt với cái màu da của mình rất là thẩm mỹ luôn. Khi mình mặc đồ mỏng hay là ren von gì đó thì nó lộ cái này ra vẫn rất là ok nha. Một hộp như vậy là em mới về, em đảm bảo chắc chắn với mấy chị luôn, chỉ có riêng nhà em dông này một hộp như vậy mới có giá 80 ngàn cho mấy chị thôi. Thì trong hộp này á, nó sẽ có 5 cặp, mình sử dụng được rất là nhiều lần nếu như mình mấy chị chịu khó. Thì cái này mấy chị mua về mình mang xong rồi á, mình dán xong rồi, tới lúc mình gỡ ra mình sẽ lấy khăn ướt mình lau nhẹ, xong mình lấy cái miếng dán mình dán lại để em làm cho mấy chị coi nha. Đây, mua về dán ra ha, mở cái miếng giấy ra. Ok ha, bắt đầu mình dán. Bây giờ em sẽ dán thử vô đây nha. Khi mà dán vô đây xong rồi á thì mình đi về đúng không, mình đã ăn tiệc về thì bắt đầu cái khăn ướt này mấy chị, khăn ướt ha, đó mình lột ra mấy chị. Mình lột ra mình chỉ cần lau nhẹ thôi, lau nhẹ nhẹ trên cái bề mặt thôi để nó thấm đi bụi bẩn thôi nha. Rồi ok, lau nhẹ xong thì mình lau nhẹ xong rồi mình chỉ cần dán cái miếng giấy vô lại. Rồi ok, mình lần sau mình vẫn xài lại bình thường đó mấy chị, thấy không? Rất là ok ha, xài được nhiều lần lắm, nên là mấy chị đừng có xài một lần rồi bỏ nha. Rồi cái hộp này thì em mới về dán đầu ti nha mấy chị, dán đầu ti dành cho ngực đứng ngực cho to tròn sẵn rồi ha mấy chị ha, ngực đã đi đặt ngực đã sửa ngực ha, là 80 ngàn một hộp này. Chị nào lấy chốt tiền cho em một hũ kèm số điện thoại nha, một hũ kèm số điện thoại nha mấy chị yêu ơi, một hũ kèm số điện thoại rất là sang chảnh, xài được rất là nhiều lần, tiệp với màu da rất là thẩm mỹ luôn. Ok nha, đây là hàng em mới về 80 ngàn, ai để hơn em tặng luôn. Rồi, cái tiếp theo mà em muốn nói đến là dáng nâng. Dáng nâng thì dành cho những chị em như em nè, như em ha. Bây giờ em sẽ làm cho mấy chị coi như em. Một bên ngực em đã dán rồi, rất là tròn trịa, rất là đẹp, hở ra trời ơi bao sang ha. Còn một bên em chưa có dán, đây sệ. Em đã nói rồi, ngực em rất là sệ. Em ngực sệ thì em mới bán áo ngực, còn mà ngực em to tròn đẹp vậy rồi thật sự em bán đồ thiết kế. Bán đồ thiết kế lời nhiều hơn bán áo ngực, em nói thật luôn á. Rồi đây ok chưa? Rất là dài ha, mọi người nhìn giúp em rất là dài, không được nâng mà mặc như vậy thì rất là xấu, không có thẩm mỹ, nhìn rất là kỳ, nếu như biến dạng luôn rồi đó. Ok chưa? Còn bên này mấy chị nhìn đi, trời ơi to tròn đẹp ha, nâng lên là rất là ok chưa, tịt màu da, tịt màu da nên là không bị lộ nhiều đó mấy chị, thấy không? Đó mấy chị đứng như vậy có phải là gợi cảm hơn không, là đứng như vậy không, trời ơi đã mang không? Thì mấy chị ơi rất là dễ nha, mấy chị mua về một cặp như thế này, mấy chị gỡ cái miếng giấy ra cho em, giữ lại cái miếng bao này giúp em nha. Xong rồi mấy chị vui lòng tém hơn ngực lên mấy đồng nè, đó mấy chị á hả, là muốn cao, muốn nâng, muốn tròn bên nào, hở bên nào thì mình chỉ cần tém cái ngực của mình lên thôi, xong rồi bắt đầu mình dán từ dưới đi lên như thế này. Mấy chị muốn cao nữa thì mình dán cao lên đó mấy chị, thấy không? Đó em làm nó đã lên rồi nè, thấy chưa, rất là đẹp nha, rất là dễ dàng, chỉ cần mình chịu khó đứng trước gương xong rồi mình tém lên hết cho em, dán vô muốn cao bao nhiêu thì tùy mấy chị, rất là dễ luôn đó mấy chị. Nhìn nè, rất là thẩm mỹ, rất là đẹp bên này ha, to tròn đẹp ha, đó hở cũng rất là ok chưa mấy chị, thấy không? Đó rất là dễ nha. Cặp này cũng 80 ngàn, sử dụng được rất là nhiều lần. Mấy chị sử dụng xong cũng lấy khăn ướt lau nhẹ cho em, không có lấy khăn giấy khô nha mấy chị, nó sẽ dính cái bụi giấy vô là mất cái dáng đó nè. Mấy chị còn lấy khăn ướt đó, lau nhẹ cho em trên cái bề mặt, xong rồi mình dán cái miếng ni lông này vô lại là mình xài được rất là nhiều lần luôn. Trời ơi mấy chị mua rồi không biết xài, có 80 ngàn một cặp, mua về không biết xài bỏ thì cũng phí. Nên là hôm nay em làm cái clip này để dành cho những chị nào đã mua rồi mà không biết cách sử dụng thì cố gắng giúp em tém hết ngực lên, tém làm sao mà cho nó gọn ngược, xong rồi dán từ dưới kéo lên giúp em nha mấy chị, rất là dễ luôn, chịu khó giúp em một chút nha. Rồi chị nè, em nào lấy cái cặp này á 80 ngàn, ai lấy một cặp thì comment cho em là một cặp 80 ngàn, hoặc là ghi dán nâng 80 ngàn kèm số điện thoại cho em. Chị nào dán đầu ti thì comment cho em là một hộp kèm số điện thoại. Chị nào dán ngực nâng ngực thì mình lấy cái bịch này, comment cho em là nâng dán nâng kèm số điện thoại. Còn cái này một hộp kèm số điện thoại giúp em nha, rất là dễ dàng, sang chảnh, trời ơi nhìn đi, thấy không? Vú vậy làm sao mặc được cái bộ đồ này đúng không? Mà em mặc được nè mấy chị, thấy chưa, quá sang chảnh luôn nha. Rồi cố gắng nha mấy chị, cố gắng để có những bộ ngực đẹp và mặc được những bộ cánh xinh xắn nha. Rồi em bye bye.